Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn xin chia sẻ với các bác đôi điều về bác Mận, là phu nhân của bác Cụ Tổng, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác Tổng thì cả đời, trọn đời này là vì nước, vì dân rồi. Người chỉ có một cái tấm lòng với Tổ quốc và có một tình yêu đối với dân tộc Việt Nam. Đây là điều không cần phải bàn cãi. Và gia đình của bác là gia đình vô cùng nền nếp. Bây giờ người ta chiếu lại cái nhà của bác ở quê, nó cũng không to đẹp như là những nhà quan khác. Nó vẫn là cái mảnh đất đấy, nhà đấy, từ ngày xưa người ta để lại. Và vẫn cái đồ đạc, tất cả mọi thứ nó đều rất là giản dị, và nhiều câu chuyện sẽ được truyền tụng ra ngoài để có thấy rằng là với những người mà đã ở gần bác Tổng Bí thư thì sẽ thấy rằng là bác vô cùng giản dị, không có nề hà gì cả. Giống như kiểu là một chị làm ở khách sạn và có thấy bác công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái áo pyjama, tức là áo ngủ, nó bị sờn sờn chỉ rồi, thì có nói rằng là mua cho bác bộ khác. Thực ra bộ pyjama thì cũng chỉ là 100-200 ngàn thì nó cũng chả đáng tiền. Thế nhưng mà bác bảo rằng là không, rồi bác cứ nhờ 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 chị ấy khâu lại cái chỗ đó. Bác cái đơn giản cho những việc này, có những cây bút bác dùng rất là lâu rồi mà cũng không cầu kỳ trong tất cả mọi việc. Quan trọng là thuận tiện là được, chứ không nhất thiết là cứ phải rằng là đẳng cấp nọ đẳng cấp kia, không có. Thế nhưng mà hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bác một cái câu chuyện của một bác tên là Vũ Hùng, thì được nhà báo Nguyễn Tư Phong kể lại trên cái trang Facebook của mình. Thì nó là câu chuyện về, có thể nói là sự giản dị của bác ở trong ngay cả cái lễ tang của mình. Thế thì nhà báo Như Phong thì có kể như sau, tức là thuận vợ thuận chồng. Tôi xin trích dẫn nguyên văn nhé, đọc thôi mà. Thuận vợ thuận chồng. Trên mạng xã hội thì mấy hôm nay mọi người rất xúc động khi truyền tụng về một cuộc đối thoại của bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư, với những người lo liệu tang lễ cho ông cụ. Cụ bà đã từ chối nơi ban tổ chức tang lễ dự kiến dành để an táng cho cụ ông. Cụ muốn được đưa chồng về chôn cất ở quê nhà tại khu vực nghĩa trang dành cho dòng họ tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Cụ bà tâm sự thế này: khi khỏe, ông nhà tôi nói làm quan chức nhà nào to dành ở, khi bà chết lại còn dành đất của dân để xây lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Rồi cụ bà nói thêm: sống đừng để phải xót xa ân hận, về với cát bụi lại càng phải giản dị khiêm tốn. Còn một người bạn trên Facebook của tôi là anh Bình Hoàng thì lại kể: bà khi còn đi làm công an theo dõi mảng hộ tịch ở quận Hai Bà Trưng. Bố bạn em là thủ trưởng của bà ở công an quận Hai Bà Trưng, và anh em cán bộ chiến sĩ ở đơn vị này đều đều rất quý bà ở cái đức tính ngay thẳng, trung thực, giản dị. Những năm sau này, khi mà ông đã giữ trọng trách đứng đầu cả nước, thì bà vẫn đến nhờ bạn em mua cái quạt và lắp vào nhà bà. Tên của bà là tên gọi của một loại quả, có nét quê quê nhưng lại chất phác thật thà đến thế. Không có bà thì có lẽ ông cũng khó mà giữ được khí tiết của người cộng sản trong thời buổi kim tiền này, nên khen ông một thì phải khen bà 10 anh ạ. Ngẫm nghĩ thì cũng thấy đúng, hai cụ thật thuận vợ thuận chồng, thật đẹp đôi phu thê. Phía sau một người chồng liêm chính là một người vợ giản dị, phía sau một người chồng chí công vô tư là một người vợ không toan tính tư lợi. Phía sau một người đàn ông giữ quyền lực chính trị cao nhất của quốc gia lại là một người phụ nữ đảm đang tề gia nội trợ và âm thầm kín tiếng. Phía sau một vị tổng bí thư vẫn sử dụng chiếc xe Toyota Crown 1998 cũ rích, được để lại từ thời ông Mạnh thôi chức chủ tịch quốc hội, là một người vợ hàng ngày vẫn đi chợ bằng chiếc xe cúp đời ơ kìa. Bên cạnh một người đàn ông tử tế thì luôn là một người phụ nữ phúc hậu, và đó là một trong những điều may mắn và hạnh phúc lớn nhất đối với người mới ra đi và những người thân yêu ở lại.
Tôi nghĩ thế khi nhìn ngắm những bức ảnh chụp cụ ông Nguyễn Phú Trọng và cụ bà phu nhân Ngô Thị Mận, cũng như nghe những câu chuyện ở trên. Thì đó là lời của nhà báo Như Thổ, có tức là bà nhà là chính là nhà báo Nguyễn Như Phong có nhắc lại trong cái việc này. Thế thì tôi cũng xin chia sẻ với bác rằng là cụ Mận là cái người vô cùng có thể nói rằng là tuyệt vời. Có thể nói nhiều khi tôi cũng hỏi rằng là đúng rồi, sao hai vợ chồng hợp nhau thế? Tất cả đều đấy, mà đặc biệt là hợp nhau từ cái thời xa xưa lúc chả có cái gì cả, và đến bây giờ cũng chẳng có gì cả. Trong khi người khác cứ vèo vèo vào vèo, hôm nay họ mua cái biệt thự này, mai họ mua biệt thự khác, rồi nhiều khi họ đi cái xe này xe kia, rồi con cái họ thăng chức, rồi vân vân. Tất cả mọi thứ như các cụ vẫn bình dị, vẫn giữ một cuộc sống như thế, nó hoàn toàn đơn giản. Và tôi hay ví dụ rằng là như một cư sĩ Phật giáo tại gia đó, tức là giữ giới trì giới liên tục, thấy người ta hơn mình về tiền bạc, về thăng chức của con cái vân vân, mình vẫn bình thản không sao cả. Thấy người ta là hôm nay có cái nọ có cái kia mà mình hoàn toàn có thể có được như họ, nhưng mình không làm, mình trì giới mà mình vẫn bình thản. Tất cả mọi thứ như vậy nó vô cùng khó khăn, khó khăn. Nhưng mà bác nào biết cụ Mận thì có thể rằng là cũng không dễ. Cụ là người vô cùng cương trực, nó giống như bác Trọng, cái sức mạnh của cụ là cái dạng của sự trung thực và cương trực, và cái gốc của nó là một cái đạo đức sáng ngời. Thế cho nên á, bác Trọng với cụ là một cái tình yêu có lẽ sau này để cụ Mận kể lại được thì tốt hơn. Thế nhưng mà trên kênh Trang Trang TV á, thì hôm trước tôi cũng chia sẻ với các bác một lời nhắn của một người em á, thì bác Trọng thì không chỉ là một người chồng, và cụ Mận không chỉ là một người vợ, mà họ là một người bạn đồng hành trên cả cuộc đời, và họ bổ sung cho nhau, bảo vệ nhau. Nó giống như kiểu rằng là trở thành một cái nó giống như mình có thể miêu tả thế nào nhỉ, một cái cộng hưởng để tạo ra một cái sức mạnh lớn vĩ đại. Bác Trọng rất khó làm nếu như có một bà vợ tham lam, đúng không? Mà chắc chắn mà bác Mận cũng không bao giờ muốn có một ông chồng mà suốt ngày cứ chỉ lo đi tiền, rồi là gái gú, rồi là vân vân ở kia, đúng không? Cho nên mình thế nào thì mới có người như thế, bác Trọng thế nào mình cứ phải nói như thế này, bác Trọng thế nào thì mới lấy được bác Mận, mà bác Mận thế nào, đúng không, thì mới yêu bác Trọng chứ. Cho nên bác Trọng không chỉ là một người chồng tuyệt vời, bác Mận không chỉ là người vợ tuyệt vời, và còn là những sự vĩ đại đối với cả con cái và cháu chắt sau này. Bác Trọng không chỉ là một người vĩ đại đối với cả người Việt Nam, mà còn với cả là con, là một người cha, một người ông vĩ đại luôn. Và nhiều bác bảo rằng là anh Trường hay mọi người chị Kim Ngọc hay là thế nào đó có lo lắng gì không, họ có sợ gì không, vân vân. Họ đâu có tham đâu mà phải lo lắng, đâu, họ đâu có tham đâu. Họ có một người bố như thế này là một cái niềm tự hào mà đến hàng trăm năm sau người ta vẫn tự hào, mà vẫn còn gìn giữ. Mà tiền bạc cho mình một thời gian sau mình tiêu hết, quyền lực cho mình một thời gian sau mình có nghỉ hưu hết, và đến khi mà mình chết đi thì mình cũng chỉ mỗi một manh chiếu, ai biết rằng là mộ to mộ đẹp thế nào đâu. Đó. Thế nhưng mà có một người cha thế này, có một người ông thế này, thì tôi nghĩ rằng là cả dòng họ tự hào vô cùng, đúng không, rất tự hào. Tôi có một người bố có thể nói rằng là như thế, là tôi đã tự hào rồi, như bố tôi hiện nay là tôi đã rất tự hào rồi đó. Còn đến tầm vị như thế thì thật sự là mình cũng tự hào lắm chứ. Cho nên không chỉ là người chồng mà người cha, người ông thật sự là mẫu mực và vĩ đại. Cho nên câu chuyện của bác Mận kể như thế thì bác thấy rằng là sống thì cũng thật là giản dị, chết cũng thật là giản dị. Và tôi không rõ là họ quyết định cho bác ở đâu, nhưng nếu mà là một cái nơi mộ to mộ lớn thì chắc chắn đó không phải ý của bác, cái này tôi khẳng định luôn. Và tôi sẵn sàng lên kênh để tôi chia sẻ với bác rằng là tại sao không phải ý của bác. Bác Trọng trong đời chưa bao giờ mong muốn rằng mình sẽ có một mộ to mộ đẹp, thậm chí là mộ của bác ở trong khu nghĩa trang của dòng họ thì cũng chỉ là một ngôi mộ rất bình thường bé nhỏ như mọi người, chứ không phải là bởi vì là bác chức vụ to chức vụ kia vân vân để rồi từ đó nó có một cái gì đó hơn cả những bậc tiền tổ đâu. Thế cho nên ấy, sự vĩ đại là nó ở sự giản dị khiêm tốn,
giống như Bác Hồ ngày xưa xin vét lại của Bác, là Bác đối xử với mọi người tất cả như nhau, từ một vị tổng thống nguyên thủ quốc gia của một cường quốc hàng đầu cho tới một đứa bé trẻ con thì Bác đều đối xử với sự trân trọng như nhau. Cái sự giản dị khiêm tốn nó mới làm nên một sự vĩ đại, chứ không phải rằng là cứ phải sang chảnh nói kia vân vân, cứ phải quyền uy thì mới là ấy đâu, đúng không? Tôi điều chia sẻ các bác mọi người, cảm ơn tất cả các bác. Có lẽ là nhiều người sẽ bất ngờ về 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 nơi bác ở, như bác mất vừa nói ở trên ấy. Thế nhưng mà với những người hiểu bác thì chắc chắn rằng là không bất ngờ gì cả. Đó. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.